Xin chào tất cả quý vị, chúc cho quý vị có một ngày mới tốt lành. Thưa quý vị, tôi đang đứng ở bên bờ sông Sài Gòn, đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một. Và trước mắt quý vị, về hướng Tây chính là cầu Phú Cường. Sau lưng tôi cũng là một cái khu doanh trại quân sự cũng có lịch sử rất là lâu đời và trải qua nhiều thời kỳ. Ngày nay, khu đất này cũng là khu quân sự do một trường công binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý. Trước năm 1975, đây cũng là trường sĩ quan công binh thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cách đây 20 năm, tôi từng vào đây để thi đại học và từng thấy những cái dãy nhà cổ có từ thời Pháp. Kiến trúc giống như một cái doanh trại nằm trên một ngọn đồi. Nay cũng là khu quân sự cho nên là chúng ta không bước vào bên trong được nha quý vị. Lịch sử của nó là khu doanh trại có tên là Vassoigny, là nơi làm đồn trú cho lính Pháp trong thời gian mà thực dân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ. Và khi nói về ngành công binh của Việt Nam Cộng Hòa, có những cái công trình nổi tiếng tại miền Nam như là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, nay cải danh là Nghĩa trang Nhân dân Bình An, Viện Nguyên tử Đà Lạt và công trình nổi tiếng ra cả thế giới đó chính là Dinh Độc Lập, nay là Dinh Thống Nhất. Và thông thường khi nói đến Dinh Độc Lập, quý vị chỉ nghe đến người thiết kế dinh là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã, một trong những cái giải danh giá hiếm có dành cho bậc kỳ tài trong ngành kiến trúc. Nhưng để có một cái công trình thành công, không chỉ có kiến trúc sư mà là sự tổng hợp của nhiều nguồn lực khác nhau cho một cái đại công trình giống như Dinh Độc Lập này. Ngoài kiến trúc sư còn có tổng quản đốc công trường, người trực tiếp chỉ đạo thi công, giám sát thi công để biến công trình từ bản vẽ để trở thành một tòa nhà bề thế như Dinh Độc Lập như hiện nay. Và người đó không ai khác chính là cố đại tá kỹ sư Phan Văn Điển. Thời điểm xây dựng Dinh Độc Lập, ông mang loan trung tá và giữ chức vụ là cục phó cục công binh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, hệ thống hầm ngầm kiên cố bên dưới Dinh Độc Lập cũng là do cố trung tá kỹ sư Phan Văn Điển trực tiếp thiết kế và thi công. Vậy thì kỹ sư Phan Văn Điển là ai và hệ thống hầm ngầm bên dưới Dinh Độc Lập sẽ như thế nào? Thì sau đây xin mời tất cả quý vị cùng tôi tham quan công trình nổi tiếng này. Và trước khi mà chúng ta đến với câu chuyện chính của video này, chúng ta sẽ vào khu vực dành cho gia đình của Tổng thống nằm ở tầng 2 của phía sau dinh. Ở đây có treo một tấm bảng và tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Đây nè quý vị, tấm bảng này được làm bằng đồng và có in dòng chữ màu xanh và màu đen. Tôi sẽ đọc từ trên xuống dưới để cho quý vị nghe được. Dinh này do Cục Công binh xây cất từ năm 1962 và khánh thành vào ngày 31 tháng 10 năm 1966 bởi Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Bên dưới ghi kiến trúc sư trưởng, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, Khôi Nguyên La Mã, quản đốc công trường, trung tá Phan Văn Điển, cục phó cục công binh, đã nghiên cứu đồ án và thực hiện với sự cộng tác của một số chuyên viên và các cơ quan, võ phòng, phủ chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tổng nha kiến thiết và thiết kế đô thị. Cơ bản vài nét về ngành công binh thời Việt Nam Cộng Hòa. Vào thời kỳ đó, công binh trực thuộc hệ thống điều hành của Tổng cục Tiếp vận dưới sự chỉ huy tổng quát của Bộ Tổng tham mưu. Công binh thời Việt Nam Cộng Hòa có các cái chức năng chiến đấu, kiến tạo, yểm trợ và tạo tác. Ban đầu được gọi là nha công binh, sau này đổi tên và nâng cấp lên trở thành là cục công binh. Ngành công binh thời Việt Nam Cộng Hòa tồn tại từ năm 1951 cho đến ngày cuối cùng khi mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ hoàn toàn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ở cấp quân khu thời Việt Nam Cộng Hòa thì công binh được tổ chức theo biên chế là mỗi quân khu đều có liên đoàn công binh chiến đấu, có cái nhiệm vụ như là rà gỡ mìn, xây dựng lô cốt, công sự, hầm trú ẩn, bắt cầu giả chiến, và liên đoàn công binh kiến tạo chuyên xây dựng cầu đường, doanh trại và các công trình trọng điểm khác của quốc gia. Ngoài ra, vào thời kỳ đó, công binh kiến tạo còn được Mỹ viện trợ các cái thiết bị xây dựng tiên tiến và được huấn luyện trở thành những cái kỹ sư công chánh một cách chuyên nghiệp. Và dưới cấp liên đoàn thì có cấp tiểu đoàn và cấp đại đội. Riêng lịch sử tòa nhà Dinh Độc Lập cũng như là phong cách kiến trúc, xin quý vị đón xem ở video sau. Trong video này thì tôi không đề cập. Và khi nói về người chỉ huy trưởng công trình xây dựng Dinh Độc Lập, thật sự thì không có nhiều tư liệu nói về cố đại tá Phan Văn Điển. Có một bác cựu quân nhân từng học công binh thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng là học trò của đại tá Điển khi ông là chỉ huy trưởng trường công binh ở Thủ Dầu Một, có cung cấp một số thông tin liên quan đến cuộc đời của cố đại tá Phan Văn Điển.
cố đại tá Phan Văn Điển sinh năm 1916 tại Gia Định. Ông nhập ngũ vào giữa tháng 8 năm 1951. Sau đó thì ông học ở trường sĩ quan võ bị Đà Lạt khóa 5. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, khi mà phe đảo chánh đã cử hai phi công quân đội Sài Gòn là Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc lái hai chiếc máy bay AD-6 ném bom sập toàn bộ cái cánh trái của Vinh do không thể khôi phục lại. Cho nên lúc đó thì ông Ngô Đình Diệm đã cho san bằng cái Vinh cũ và quyết định xây dựng một cái dinh thự mới ngay trên nền đất cũ. Lúc này thì lấy theo cái đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã. Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết định khởi công xây dựng dinh vào ngày 1 tháng 7 năm 1962. Trong thời gian xây dựng dinh thì gia đình của Tổng thống Ngô Đình Diệm tạm thời chuyển sang sống tại Dinh Gia Long, hiện nay chính là Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình đang xây dựng dang dở thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị phe đảo chánh giết chết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963. Như vậy, ngày nay mà chúng ta nhắc đến Dinh Độc Lập thì chúng ta thường nhớ đến kiến trúc sư thiết kế ra Dinh Độc Lập chính là Ngô Viết Thụ. Riêng cố đại tá Phan Văn Điển, ông cũng giữ một cái vai trò rất quan trọng trong quá trình xây cất dinh. Trong cái thời gian mà xây cất Dinh Độc Lập, cố đại tá Phan Văn Điển là chỉ huy trưởng công trường xây cất. Lúc này theo những cái thông tin ghi trên cái tấm bảng bằng đồng ở trong dinh mà chúng ta thấy lúc nãy đó, thì ông mang loan trung tá, chức vụ lúc này là cục phó cục công binh thời Việt Nam Cộng Hòa. Và cố đại tá kỹ sư Phan Văn Điển cũng là người trực tiếp thiết kế và giám sát thi công hệ thống tầng hầm đặc biệt ở bên dưới Dinh Độc Lập. Hello, hello tất cả quý vị. Tôi đang đứng trên sân thượng của Dinh Độc Lập. Hai bên cánh của sân thượng chính là cái lối thoát hiểm đi xuống đường hầm. Rồi, bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta đi thẳng xuống cái đường hầm của Dinh Độc Lập. Xem làm chúng ta sẽ đi bao lâu nha quý vị ha. Xem đường hầm nó sẽ như thế nào. Đây, đây là lối xuống đường hầm đây. Ở đây có những cái lối mà người ta không còn cho đi nữa nha quý vị. Khóa lại rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đang xuống dưới cái khu vực hầm thứ nhất nha quý vị. Hầm này có độ sâu là 0,66 mét. Phòng tham mưu tác chiến. Đây là phòng điều chỉnh công điện. Ở bên trong còn một cái gian phòng nữa. Phòng mật mã nè quý vị. Đây là phòng trưởng toán truyền tin.
Cái tường này được bọc bằng thép luôn này, thép 5 mm này. Tổng đài điện thoại. Đây là đài thu vô tuyến này. Phòng vô tuyến siêu tầng. Còn đây là đài phát thanh dự phòng đây, đài phát vô tuyến chứ, đài phát vô tuyến. Đây còn một cái lối đi nhưng mà bị chặn lại nè. Đây là cái tầng hầm thứ hai xuống là 2,5 mét gì đúng không vậy? Ồ, đây là phòng ngủ của tổng thống nè. Ở đây phòng ngủ của ông là tổ chức, có những cái bản đồ ha, tổ chức phối trí lực lượng không quân. Phòng trực chiến của tổng thống. Bốn vùng chiến thuật. Với tổng thống ngồi đây. Đây, lối này là xuống cái khu vực tầng hầm thứ hai quý vị, sâu hơn nè. Tầng hầm này tương đối rộng á, ba người đi ngang vẫn vừa luôn quý vị. Đó, tường này dày nè, cái hầm ở dưới này là chịu được sức công phá là bơm của 2000 kg đó. Ồ, đây là phòng an ninh. Đối với một công trình tầm cỡ quốc gia như là Dinh Độc Lập, tầng hầm dành cho nơi trú ẩn của tổng thống và các thành viên trong gia đình cũng như nội các, đây là điều vô cùng quan trọng và phải đặt lên hàng đầu, nhất là khi trước đó thì các vụ đảo chánh đều nhằm vào Dinh Độc Lập. Tầng hầm bên dưới Dinh Độc Lập là nơi bố trí ban tham mưu và trung tâm điều hành của tổng thống trong việc kết nối thông tin ở các tỉnh và chỉ huy ở bốn vùng chiến thuật. Tại các tầng hầm cũng là nơi chứa các thiết bị vô cùng tối tân, giống như là một bộ não khổng lồ để giúp tổng thống điều hành đất nước. Theo thiết kế của Trung tá Kỹ sư Phan Văn Điển, hầm bên dưới Dinh Độc Lập có chiều dài là 72,5 mét, rộng từ 0,8 cho đến 22,5 mét, sâu từ 0,6 cho đến là 2,5 mét, được xây dựng vững chắc và khả năng chịu bom đạn đến 2 tấn. Các cái tầng hầm bên dưới Dinh Độc Lập được chia thành hai khu vực. Khu vực 1 sâu là 0,66 mét, tường bê tông dày là 0,6 mét, có thể chịu được bom 500 kg. Khu vực 2 là hầm trú ẩn sâu 2,5 mét, tường bê tông dày 1,6 mét và có thể chịu được bom lên đến là 2 tấn. Và hiện tại chúng ta đang ở bên dưới tầng hầm của Dinh Độc Lập. Ở căn phòng đầu tiên cũng là nơi quan trọng nhất của khu vực đường hầm này, chính là khu vực tham mưu tác chiến. Đây là phòng thu nhận tin tức quân sự từ 4 vùng chiến thuật. Thông qua hệ thống bản đồ tác chiến, bộ tham mưu này sẽ cập nhật, theo dõi và đề xuất kế hoạch hoạt động quân sự trình lên tổng thống, cũng như là chuyển giao các cái mệnh lệnh từ tổng thống đến các cái vùng chiến thuật và các cái đơn vị hành chính trong miền Nam. Các phòng trong đường hầm thì được liên kết với nhau bằng những lối đi nhỏ và được đúc bằng bê tông. Tường được bọc bằng thép dày là 5 mm và được trang bị hệ thống thông gió. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại nơi này thì có 41 nhân viên trực, trong đó là có 21 điện báo viên, 6 nhân viên. Bộ phận này có nhiệm vụ đảm bảo thông tin xuyên suốt với các chiến trường, các lực lượng và các đại sứ quán của Việt Nam Cộng Hòa ở các nước ở khu vực Đông Nam Á. Và đây là căn phòng mà quý vị thấy chứa rất nhiều các thiết bị liên lạc vô tuyến cũng như là máy móc rất là hiện đại vào thời kỳ đó. Như vậy thì đó là một vài cái tư liệu liên quan đến người là chỉ huy trưởng công trình trong việc xây dựng Dinh Độc Lập, cố đại tá Phan Văn Điển. Vào thời điểm mà xây cất Dinh Độc Lập thì ông mang loan là trung tá và giữ chức vụ là cục phó cục công binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975 thì cũng giống như các cái sĩ quan của chế độ cũ khác, cựu đại tá Phan Văn Điển cũng đi học tập cải tạo khoảng 3 năm, sau đó ông được bảo lãnh về, sau đó thì ông sang Pháp định cư.
khoảng thập niên năm 1990, khi về thăm Việt Nam thì ông đã có một thời gian dài tham gia vào việc trùng tu và tôn tạo lại Dinh Độc Lập. Và đến ngày 8 tháng 12 năm 2004, người kỹ sư tâm huyết cũng như là tác giả của bản thiết kế tầng hầm trong Dinh Độc Lập, cố đại tá kỹ sư Phan Văn Điển đã trở về cõi Vĩnh Hằng. Như vậy thì video này giúp cho các cô chú bác, những người ở xa không có điều kiện về tham quan thành phố Hồ Chí Minh và không có điều kiện đến với Dinh Thống Nhất, thì thông qua video này thì có thể giúp cho quý vị tham quan được các tầng hầm bên dưới dinh cũng như các tư liệu liên quan đến người chỉ huy trưởng công trình xây dựng Dinh Độc Lập. Đây là một trong những nhiệm vụ cũng khá là quan trọng tạo nên sự thành công cho khối kiến trúc này. Đến đây thì xin phép được tạm dừng video này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một câu chuyện tiếp theo.